Sau đêm đầu tiên anh xin lật bài thì liệu đó có quá là đi. Khi anh đã soi em là của anh như một nhà tiên tri. Cho anh hỏi em có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên. Vì hình như là anh đã yêu em trước khi mà anh biết em tên gì. Vậy thì em cho anh hỏi em nhà ở đâu. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì cho anh lèn leo vào được không. Anh không muốn cứ em đổ đi nhìn em là anh thương quá đi. Em nói anh cho quá à, và anh nói em xin quá đi.